Sóc Trăng Đà xin chào tất cả quý anh em nha. Này mình lên cho anh em cái hộp sét rim thái theo xe nha anh em. Cái này thì mình gửi cho khách khá lâu rồi mà không biết sao khách không lấy nó thì trả về cho mình. Mà trong khi cái thùng hàng nó chưa bị khui luôn, không biết là như thế nào. Thì cái này là trước mình bán cho khách là 1 triệu 2 nha, khách cọc 200 còn 1 triệu. Thì thôi hôm nay nó quàng đầu về mình thanh lý nhanh cho anh em 900 nha. Anh em nào cần thì liên hệ với Đạt. Này là hộp sét rim thái zin nha. Hộp sét rim thái zin nha. Cái này là khách đã mua rồi nhưng mà không biết sao là nó quằn đầu về ha. Thì đây lên cho anh em coi, đây hộp sét đẹp nha, không có nứt này hết nha. Đó các bốn cạnh là đều không có nứt ốc này. Đấy, đẹp nha. Hộp sét theo xe để anh em biết nó dài như thế nào rồi. Đó đây hộp sét theo xe cho anh em nha. Đấy, rất ok. Thì nhiều anh em chúng ta thấy ưng mắt với hàng mới thì anh em nhìn cái bộ này anh em thấy không ưng mấy đâu, tại vì nó cũng vừa phải đó. Nhưng mà đối với mình là bộ này rất là đẹp nha, từ trên tới dưới này không có bị rách lủng chỗ nào hết nha. Ở trên này là đẹp cực kỳ đẹp luôn nè. Đấy, thì bộ này Đạt bán cho anh em 900 nha. Anh em nào cần thì liên hệ với Đạt. Cái này nó là bộ này là mình đang lâu lắc rồi mà bán 1 triệu 2 đã bán rồi. Bây giờ khách người ta không biết sao nó hoàn về này. Thì tại vì hoàn hàng anh em nhiều lúc 2 3 tháng nó về tới nơi. Thì hôm nay thấy thì thôi đăng lại cho anh em nha. Thì giá của nó sẽ là 900. Anh em nào cần thì liên hệ với Đạt nha. Xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Hẹn anh em ở những video tiếp theo nhé.